Tại phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tập trung vào việc làm sáng tỏ chuỗi giao dịch tiền mặt khổng lồ mà bà Trương Mỹ Lan đã thực hiện thông qua sự giúp đỡ của những người thân tín. Đặc biệt, bị cáo Bùi Văn Dũng, tài xế riêng của bà Lan, đã thừa nhận trước tòa rằng ông đã tham gia trực tiếp vào việc vận chuyển hàng trăm tỷ đồng tiền mặt theo lệnh của bà chủ. Liệu hành vi của ông Dũng chỉ đơn thuần là tuân theo mệnh lệnh hay ông Tuấn cũng là một mắt xích quan trọng trong chuỗi hành vi rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan? Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Bị cáo Trương Mỹ Lan và mối quan hệ với người giúp việc. Ngày 25 tháng 9, Tòa án Nhân dân TP HCM tiếp tục phiên xét xử liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát với mục tiêu làm rõ các hành vi rửa tiền trong vụ án này. Trong đó, bị cáo Bùi Văn Dũng, tài xế riêng của bà Trương Mỹ Lan đã thừa nhận trực tiếp hỗ trợ bà chủ của mình trong việc vận chuyển số tiền lớn liên quan đến các hành vi phạm tội. Theo lời khai, ông Bùi Văn Dũng cho biết, dưới sự chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, ông đã lái xe đến trụ sở ngân hàng SCB để nhận số tiền 108 tỷ đồng được đựng trong các thùng cắt tông. Sau khi nhận tiền, ông Dũng đã vận chuyển về giao lại cho bà Trần Thị Hoàng Uyên, người được xem là thư ký của bà Lan, hoặc Trần Xuân Phượng, thư ký của Ngô Thanh Nhã, em dâu bị cáo Lan. Tất cả các giao dịch nhận và giao tiền đều được ông Dũng ghi chép cẩn thận trong sổ tay cá nhân, tạo ra một chuỗi chứng cứ quan trọng trong vụ án. Tuy nhiên, bị cáo Trần Thị Hoàng Uyên khai rằng mình thực tế chỉ là người giúp việc cho gia đình bà Lan. Uyên cho biết được bà Lan phong cho chức danh thư ký nhằm hợp thức hóa việc trả lương. Trong vai trò này, Uyên chịu trách nhiệm sao kê từ ngân hàng, kiểm tra chi tiêu của các thành viên trong gia đình và báo cáo lại. Cô cũng phải thông báo cho các chủ thẻ về việc kiểm tra lại giao dịch. Trước tòa, bị cáo Uyên tỏ ra xúc động và khẳng định rằng mình chỉ là một người giúp việc, không có hiểu biết gì về các hoạt động phạm pháp đang diễn ra trong gia đình chủ. Cô nói trong nghẹn ngào, với thân phận người giúp việc, bị cáo không có hiểu biết gì về những điều diễn ra, mong hội đồng xét xử xem xét. Vụ án tiếp tục gây chú ý khi các bằng chứng và lời khai của các bị cáo hé lộ thêm về những hành vi rửa tiền trong nội bộ công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Hội đồng xét xử đang tiến hành làm rõ vai trò của từng cá nhân trong vụ việc và xem xét các yếu tố để đưa ra quyết định cuối cùng. Trong khi đó, theo cáo trạng, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến 7 tháng 10 năm 2022, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát bà Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 445.000 tỷ đồng thông qua các hành vi tham ô và lừa đảo. Vụ án liên quan đến hàng loạt lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Những cá nhân từng giữ chức vụ lãnh đạo tại SCB như Nguyễn Phương Anh, Trần Thị Mỹ Dung và Trương Khánh Hoàng đều xác nhận tại tòa rằng bà Trương Mỹ Lan giữ vai trò chính trong tổ chức và thực hiện hành vi rửa tiền. Bị cáo Nguyễn Phương Anh trong lời khai của mình thừa nhận rằng đã lập ra các khoản vay khống cùng với sự hỗ trợ từ các lãnh đạo ngân hàng khác, và cô cảm thấy chịu áp lực lớn từ những hành động này. Còn bị cáo Trần Thị Mỹ Dung cho biết các quyết định giải ngân đều được thực hiện dưới sự chỉ đạo của bà Lan, trong khi bị cáo Trương Khánh Hoàng nói rằng mình chỉ chịu trách nhiệm về mặt giải ngân chứ không quản lý dòng tiền. Tại phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan yêu cầu hội đồng xét xử xem xét lại con số 445.000 tỷ đồng liên quan đến tội danh rửa tiền. Bà Lan cũng tỏ ra băn khoăn về những cáo buộc khác, bao gồm tội danh tham ô và vi phạm các quy định của ngân hàng. Bị cáo khẳng định rằng bà chỉ sử dụng tiền để trả nợ cho các khoản vay cũ của ngân hàng, bác bỏ các cáo buộc chiếm đoạt tiền cho mục đích cá nhân. Tuy nhiên, cáo buộc từ Viện Kiểm sát cho thấy một bức tranh khác. Theo Viện Kiểm sát, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã nộp khống 916 hồ sơ vay vốn, qua đó chiếm đoạt 415.000 tỷ đồng từ SCB, hơn 255.000 tỷ đồng. Đã được sử dụng cho các mục đích cá nhân của bà Lan, trong khi 32.000 tỷ đồng khác bị chuyển ra nước ngoài. Ngoài ra, các cơ quan chức năng xác định rằng bà Lan đã phát hành trái phiếu khống để chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được rút trực tiếp bằng tiền mặt tại SCB và giao cho các cá nhân nhằm che giấu nguồn gốc của tiền chiếm đoạt. Thủ đoạn này là một phần quan trọng trong kế hoạch rửa tiền mà bà Lan và các đồng phạm đã thực hiện trong suốt nhiều năm. Vụ án hiện đang được hội đồng xét xử xem xét kỹ lưỡng với các tình tiết phức tạp, đặc biệt là vai trò của bà Trương Mỹ Lan trong toàn bộ quá trình lừa đảo và rửa tiền khổng lồ này. Lái xe chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan chở hàng trăm ngàn tỷ đồng đi đâu? Vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận
khi chi tiết về hành vi rửa tiền và lừa đảo tài chính khổng lồ dần được hé lộ. Theo kết luận điều tra của cơ quan công an, từ năm 2018 đến năm 2022, dưới sự chỉ đạo của bà Lan, hàng loạt giao dịch tiền mặt trị giá hàng trăm ngàn tỷ đồng đã được thực hiện thông qua sự giúp sức của những cá nhân thân cận, đặc biệt là lái xe riêng và thư ký của bà. Bị can Bùi Văn Dũng, người lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan, được xác định là một trong những mắt xích quan trọng trong quá trình rửa tiền này. Từ ngày 26 tháng 2 năm 2019 đến 12 tháng 9 năm 2022, theo chỉ đạo của bà Lan, ông Dũng đã nhiều lần đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB chi nhánh Sài Gòn tại địa chỉ 927 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh để nhận tiền mặt. Theo đó, ông Dũng đã nhận tổng cộng 108.878 tỷ đồng và hơn 14,7 triệu USD, sau đó vận chuyển số tiền này về tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc hầm B1 của tòa nhà Seoul tại số 127 Pasteur, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và giao lại cho các cá nhân được chỉ định, bao gồm Trần Thị Hoàng Uyên, thư ký của bà Lan. Điều đáng chú ý là mọi giao dịch nhận và giao tiền của ông Dũng đều được ghi chép cẩn thận trong cuốn sổ tay cá nhân. Ông Dũng khai rằng mỗi lần thực hiện xong việc vận chuyển tiền, ông đều được bà Lan chi tiền bồi dưỡng số tiền từ 1 đến 5 triệu đồng. Dù nhận thức được SCB là ngân hàng mà bà Lan có quyền kiểm soát và toàn bộ số tiền ông nhận đều là tiền huy động từ SCB, ông Dũng vẫn tiếp tục thực hiện các giao dịch này mà không ngờ rằng mình đang giúp sức cho hành vi rửa tiền của bà Lan. Cơ quan điều tra đã cáo buộc ông Bùi Văn Dũng phạm tội rửa tiền với số tiền lên đến 6.330 tỷ đồng, trong đó 5.230 tỷ đồng là tiền rút ruột từ SCB, còn 1.100 tỷ đồng là tiền lừa đảo từ các nhà đầu tư. Số tiền này chỉ là một phần trong tổng số tiền mà ông Dũng đã tham gia vận chuyển trong suốt nhiều năm qua. Không chỉ có Bùi Văn Dũng, Trần Thị Hoàng Uyên, thư ký riêng của bà Trương Mỹ Lan, cũng bị cáo buộc có vai trò quan trọng trong việc giúp sức cho bà Lan thực hiện hành vi rửa tiền. Từ năm 2012, Uyên đã được giao nhiệm vụ quản lý và thanh toán các thẻ tín dụng của các cá nhân thân cận với bà Lan. Ngoài ra, Uyên còn trực tiếp nhận các khoản tiền mặt từ Bùi Văn Dũng và tham gia vào việc hợp thức hóa các giao dịch tài chính cho bà Lan. Theo kết luận điều tra, từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 20 tháng 8 năm 2019, Trần Thị Hoàng Uyên đã nhận 143 tỷ đồng từ Bùi Văn Dũng. Đây là số tiền lừa đảo từ các nhà đầu tư. Sau đó, từ ngày 9 tháng 6 năm 2020 đến ngày 17 tháng 8 năm 2022, Uyên tiếp tục nhận thêm 5.230 tỷ đồng từ Dũng. Đây là số tiền tham ô từ SCB. Cơ quan điều tra xác định rằng Uyên đã giúp sức đắc lực cho bà Lan trong việc rửa số tiền khổng lồ này. Vụ án đã làm sáng tỏ những âm mưu và thủ đoạn tinh vi của bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm. Theo cơ quan điều tra, bà Lan và đồng phạm đã lừa đảo hơn 35.000 nhà đầu tư để chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng. Đặc biệt, bà Lan bị cáo buộc là người chủ mưu trong việc rửa hơn 445.000 tỷ đồng, trong đó bao gồm hơn 415.000 tỷ đồng từ các hành vi tham ô tài sản của SCB và hơn 30.000 tỷ đồng từ các phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không chỉ dừng lại ở phạm vi trong nước, bà Trương Mỹ Lan còn bị cáo buộc đã vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106.000 tỷ đồng ra nước ngoài, một hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật và làm tổn hại đến hệ thống tài chính Việt Nam. Với những chứng cứ và kết luận điều tra được đưa ra, vụ án liên quan đến chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB đã lộ rõ sự phức tạp và quy mô lớn của hành vi rửa tiền, lừa đảo tài chính và tham ô. Hiện tại, cơ quan điều tra và viện kiểm sát đang tiếp tục làm rõ thêm nhiều tình tiết và trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Vụ án này không chỉ gây rúng động trong nước mà còn được theo dõi sát sao bởi các tổ chức tài chính quốc tế, do ảnh hưởng tiềm tàng đến hệ thống ngân hàng và đầu tư của Việt Nam. Trương Mỹ Lan và hành vi lừa đảo rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2 của vụ án liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chủ tịch tập đoàn Trương Mỹ Lan bị cáo buộc thực hiện các hành vi lừa đảo và rửa tiền với số tiền lên đến hơn 445.000 tỷ đồng. Theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03, bà Lan và các đồng phạm đã phát hành 2 năm gói trái phiếu khống không có tài sản đảm bảo để chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Ngoài ra, bà Lan còn tham ô hơn 415.000 tỷ đồng từ ngân hàng SCB thông qua những thủ đoạn tinh vi. Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2022, bà Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm đã lợi dụng uy tín của tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành 2 năm gói trái phiếu không có tài sản bảo đảm. Đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhất nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư và tổ chức tài chính với tổng số tiền lên đến hơn 30.000 tỷ đồng. Theo tài liệu điều tra, các gói trái phiếu được phát hành không dựa trên bất kỳ tài sản đảm bảo nào,
những công ty do bà Lan và các đồng phạm thành lập, bao gồm công ty cổ phần đầu tư An Đông, công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận và công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sunnyworld đều tham gia vào việc phát hành trái phiếu khống này. Tổng giá trị của các trái phiếu phát hành lên đến hàng ngàn tỷ đồng, khiến cho hơn 35.000 nhà đầu tư phải gánh chịu thiệt hại nặng nề. Không dừng lại ở việc phát hành trái phiếu khống, bà Lan còn bị cáo buộc tham ô hơn 415.000 tỷ đồng từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Bà đã lợi dụng quyền hạn của mình để chỉ đạo các nhân viên tại SCB thực hiện các giao dịch rút tiền và chuyển tiền bất hợp pháp. Hành vi này được thực hiện thông qua việc rút tiền mặt từ các tài khoản ngân hàng và chuyển chúng vào các tài khoản thuộc về những công ty do bà Lan và đồng phạm đứng tên. Bằng cách tận dụng quyền lực tại SCB, nhóm lãnh đạo của ngân hàng đã chuẩn bị danh sách các cá nhân và pháp nhân để ký các chứng từ rút tiền. Sau khi các thủ tục cần thiết được ký kết, nhân viên SCB sẽ trực tiếp mang tiền xuống tầng hầm của ngân hàng để giao cho Bùi Văn Dũng, lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan. Số tiền này sau đó được vận chuyển đến trụ sở tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc giao trực tiếp cho bà Lan theo chỉ đạo. Quá trình rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan được thực hiện hết sức tinh vi thông qua các giao dịch lòng vòng giữa các tài khoản có SCB. Theo kết quả điều tra, tổng giá trị các giao dịch chuyển tiền qua các tài khoản có SCB lên đến hơn 2,6 triệu tỷ đồng, trong đó hơn 344.668 tỷ đồng được chuyển ra bên ngoài và hơn 73.524 tỷ đồng được rút ra dưới dạng tiền mặt. Các tài khoản này được mở dưới danh nghĩa các pháp nhân liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhằm che giấu nguồn gốc của số tiền. Bằng cách chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản, bà Lan đã tạo ra nhiều lớp che đậy, làm cho cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc xác định nguồn gốc phi pháp của dòng tiền. Cơ quan điều tra đã xác định rằng, từ các giao dịch này, số tiền rửa sạch lên tới hơn 445.000 tỷ đồng, trong đó hơn 30.000 tỷ đồng được lừa đảo thông qua việc phát hành trái phiếu khống và hơn 415.000 tỷ đồng được rửa tiền từ hành vi tham ô tại SCB. Những hoạt động này không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho các nhà đầu tư, mà còn làm suy yếu nghiêm trọng hệ thống tài chính và ngân hàng của đất nước. Tại cơ quan điều tra, bà Trương Mỹ Lan thừa nhận rằng số tiền được rửa đã sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Cụ thể, bà đã dùng số tiền này để trả gốc và lãi cho các gói trái phiếu phát hành, thanh toán các khoản nợ của bản thân và của SCB, cũng như chi cho một số dự án lớn. Trong đó, các dự án nổi bật như dự án Mũi Đèn Đỏ và dự án A6 tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được khoản tiền khổng lồ từ các giao dịch rửa tiền này. Ngoài ra, bà Lan cũng sử dụng một phần số tiền rửa được cho các hoạt động cá nhân, bao gồm chi tiêu cho bản thân và gia đình, đặc biệt là chồng bà, ông Chu Lập Cơ. Tuy nhiên, những lời khai này không thay đổi bản chất của hành vi lừa đảo và tham ô mà bà Lan đã thực hiện, gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế. Không chỉ dừng lại ở việc rửa tiền trong nước, bà Trương Mỹ Lan còn tham gia vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua biên giới. Theo kết quả điều tra, bà Lan đã sử dụng 21 pháp nhân khác nhau để thực hiện các giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ USD. Đồng thời, bà cũng đã chuyển ngược lại vào Việt Nam hơn 3 tỷ USD, tạo ra một dòng tiền trái phép qua biên giới với tổng giá trị lên tới hơn 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106.730 tỷ đồng. Các giao dịch chuyển tiền này được bà Lan thực hiện dưới danh nghĩa các hợp đồng khống liên quan đến mua bán cổ phần, góp vốn và vay nợ giữa các doanh nghiệp trong nước và các công ty nước ngoài. Tuy nhiên, các giao dịch này không đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý, bao gồm việc thiếu văn bản hợp pháp hóa lãnh sự và các chứng từ xác nhận từ doanh nghiệp sở hữu cổ phần. Điều đáng chú ý là trong vụ án này, Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước không phát hiện được bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến các giao dịch chuyển tiền của bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Điều này đặt ra câu hỏi lớn về vai trò và trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong việc giám sát các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Đồng thời, vụ quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước cũng bị xem xét trách nhiệm liên quan đến việc chuyển tiền trái phép hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới. Sự thiếu sót trong việc giám sát và phát hiện các giao dịch bất thường của cơ quan quản lý tài chính đã tạo điều kiện cho bà Lan và các đồng phạm thực hiện thành công hàng loạt hành vi lừa đảo, tham ô và rửa tiền. Vụ án Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã để lại hậu quả nặng nề cho nền kinh tế và hệ thống tài chính Việt Nam. Các hành vi lừa đảo, tham ô và rửa tiền với số tiền lên tới hơn 445.000 tỷ đồng đã gây thiệt hại nghiêm trọng không chỉ cho các nhà đầu tư mà còn làm suy yếu lòng tin vào hệ thống tài chính của đất nước. Vụ án Vạn Thịnh Phát không chỉ gây rúng động dư luận về quy mô tài chính khổng lồ mà còn là một lời cảnh báo về tính phức tạp và tinh vi của các hành vi rửa tiền, tham ô và lừa đảo trong hệ thống tài chính. Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm chuyển hơn 106.000 tỷ đồng ra nước ngoài. Vụ án liên quan đến Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Vạn Thịnh Phát và các đồng phạm tiếp tục thu hút sự chú ý bởi những tiết lộ gây chấn động về quy mô của hành vi lừa đảo và chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, số tiền hơn 106.700 tỷ đồng đã bị các bị can chuyển bất hợp pháp ra nước ngoài. Ngày 6 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an
đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 và chính thức đề nghị truy tố 34 bị can liên quan đến 3 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đáng chú ý, trong số này có 4 nhân vật chủ chốt: Trương Mỹ Lan, Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Benisuna, Trịnh Quang Công, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Acumen và Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn. Cả 4 người đều bị cáo buộc tham gia trực tiếp vào các hành vi lừa đảo và rửa tiền liên quan đến hệ thống tài chính và các hoạt động phát hành trái phiếu khống của Vạn Thịnh Phát. Theo kết quả điều tra, nhóm bị can đã tiến hành phát hành 25 gói trái phiếu khống với tổng giá trị lên đến hơn 30.869 tỷ đồng, tương đương 308.691.388 trái phiếu khống không có tài sản đảm bảo. Các trái phiếu này do 4 pháp nhân lớn phát hành, gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Saligon và Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, những doanh nghiệp này không có khả năng thanh toán, để lại khoản nợ khổng lồ hơn 30.081 tỷ đồng cho 35.824 nhà đầu tư. Việc phát hành trái phiếu khống nhằm mục đích huy động vốn từ các nhà đầu tư một cách trái phép, sau đó sử dụng nguồn tiền này để chi trả cho các khoản nợ và các hoạt động khác của Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã bị lừa đảo bởi việc phát hành này không hề có tài sản đảm bảo, khiến họ không thể thu hồi được số tiền đầu tư. Không chỉ dừng lại ở hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra còn xác định Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã tiến hành rửa số tiền khổng lồ lên tới hơn 445.747 tỷ đồng, trong đó hơn 415.666 tỷ đồng đến từ hành vi tham ô tài sản liên quan đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và hơn 30.081 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua việc phát hành trái phiếu. Quá trình rửa tiền được thực hiện thông qua nhiều phương thức tinh vi nhằm làm sạch nguồn tiền bất hợp pháp này trước khi nó được tái sử dụng cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp. Các tổ chức liên quan đã thực hiện các giao dịch tài chính phức tạp nhằm che giấu nguồn gốc thực sự của các khoản tiền này, tạo ra một chuỗi giao dịch lòng vòng giữa các công ty ma vào tài khoản cá nhân. Đây là một phương thức phổ biến trong các vụ án rửa tiền lớn, giúp các bị can tránh bị truy vết từ các cơ quan chức năng. Bên cạnh các hành vi lừa đảo và rửa tiền, hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm cũng là một điểm nhấn đáng chú ý trong vụ án này. Theo kết luận điều tra, nhóm bị can đã vận chuyển bất hợp pháp hơn 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106.730 tỷ đồng qua biên giới từ Việt Nam ra nước ngoài. Số tiền này được vận chuyển thông qua các công ty bình phong và các giao dịch tài chính mờ ám nhằm che giấu việc chuyển tiền trái phép. Trương Mỹ Lan đã sử dụng tổng cộng 21 pháp nhân khác nhau để thực hiện các giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại. Số tiền chuyển vào Việt Nam được khai là tiền vay mượn, trong khi số tiền chuyển ra nước ngoài lại được trình bày là để trả nợ. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, các giao dịch này đều không tuân thủ đúng quy định pháp lý, thiếu các điều kiện cơ bản như hợp pháp hóa lãnh sự, văn bản xác nhận của các doanh nghiệp sở hữu cổ phần hay chứng từ thuế để hợp thức hóa các giao dịch chuyển tiền qua biên giới. Nhóm bị can đã lập ra nhiều hợp đồng giả mạo liên quan đến mua bán cổ phần, góp vốn và vay nợ giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các giao dịch này đều được thiết kế nhằm che giấu bản chất thật của các khoản tiền, khiến việc phát hiện và truy vết trở nên vô cùng khó khăn. Vụ án Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát không chỉ gây thiệt hại khủng khiếp về mặt tài chính cho hàng chục ngàn nhà đầu tư mà còn đặt ra nhiều vấn đề về tính minh bạch và giám sát trong hệ thống tài chính Việt Nam. Các hành vi phát hành trái phiếu khống và rửa tiền không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các tổ chức tài chính liên quan mà còn đe dọa đến sự ổn định của thị trường tài chính trong nước. Cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và xử lý các cá nhân và tổ chức liên quan, nhưng vụ án này cũng là một lời cảnh tỉnh về những lỗ hổng trong hệ thống quản lý và giám sát tài chính hiện nay. Đặc biệt, việc vận chuyển trái phép số tiền khổng lồ ra nước ngoài mà không bị phát hiện ngay lập tức cho thấy sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp kiểm soát và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính. Với quy mô khổng lồ và tính chất phức tạp của vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 chắc chắn sẽ còn kéo dài và thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong thời gian tới. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.